đợi em. Kỳ quá à. Ê hai đứa, đúng lúc quá, giờ mẹ đi chợ. Mẹ nhờ hai đứa làm việc nhà giúp mẹ nha. Vô nấu cơm với giặt đồ giúp mẹ. Đây, vô đây. Hai đứa ở nhà nè, nghe mẹ nhờ nè. Nấu ăn thì bỏ hạt nêm vô nha, để cho đồ ăn nó ngọt. Rồi tiếp, qua đây. Mẹ nhờ hai đứa nữa nè. Mẹ nhờ hai đứa ở nhà nha, giặt đồ bỏ viên đao đi vô, cho nó thơm quần áo giúp mẹ nha. Ủa mẹ, xài cái này có bị phai màu không mẹ? Da tay con nhạy cảm lắm á mẹ, có giặt tay mấy cái này được không dạ? Trời ơi, hai đứa yên tâm, tao mua rồi tao lựa cho hai đứa bay rồi. Thứ nhất á là không có bay màu quần áo, thứ hai là dành cho da nhạy cảm nên da tay hai đứa yên tâm. Hai đứa nhớ chưa? Dạ, dạ tao nhớ rồi. Rồi vậy giờ hai đứa nhà làm giúp mẹ nha, mẹ đi chợ đó. A few moments later. Ủa Nguyên, mấy mẹ mày nói giặt đồ cho vô vô mày. Nè. Còn hình như là nấu ăn rồi cho viên sả vô cho. Đúng rồi. Đúng rồi. Lát mẹ về mẹ khen hai đứa mình. 2 hours later. Trời ơi trời. Gì vậy trời? Rồi mấy đứa này ở nhà nhờ nhiêu cũng xong, tới không chuyện sao? Trời ơi, hai cái đứa này ở nhà tao nhờ con xíu việc cũng xong nữa. Tao thấy cái hũ mục nêm ở ngoài cái thau giặt đồ này tao nghi lắm rồi. Ra đây, mỗi đứa 5 rơi.